lưu vong ta người Việt tị nạn ta dân Việt muôn đời. Chào quý vị, ngày 25 tháng 4 năm 2015, chúng tôi có mặt tại Atlanta, Georgia để tường trình cùng quý vị lễ tưởng niệm 40 năm ngày Quốc hận do cộng đồng Việt Nam Georgia tổ chức. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi nhận thấy hơn 400 đồng hương tại Atlanta và một số khác đến từ Alabama, North và South Carolina. Trước hết, trưởng ban tổ chức nói lên ý nghĩa tưởng niệm 40 năm Quốc hận và tại sao vẫn phải gọi là Quốc hận. Nhìn lại 40 năm qua, Cộng sản đã làm được gì cho quê hương đất nước? Hay là cướp đất của dân lành, bán dần cho Trung Cộng? Một xã hội đồi trụy, cả một dân tộc đang chìm đắm trong bể khổ. Quốc hận đó, theo diễn giả chính hôm nay, là hận mất nước như nỗi hận của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo, không phải là cái hận thù của Cộng sản. Do đó, phần cuối diễn giả mời gọi. Và trong ngày lễ tưởng niệm năm nay 40 năm ngày Quốc hận, chúng ta gửi một thông điệp lớn cho chế độ và Đảng Cộng sản Việt Nam rằng cuộc chiến cho một Việt Nam tự do dân chủ vẫn còn. Cộng sản Việt Nam rất sợ khi chúng ta còn tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Cộng sản Việt Nam sẽ e dè sợ sệt, không dám đàn áp dân oan khi chúng ta lên tiếng mạnh mẽ chống lại sự đàn áp, sự bất công do chế độ cộng sản tạo nên. Cộng sản Việt Nam sẽ yếu đi khi chúng ta tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tố cáo chế độ phi nhân cộng sản, khi chúng ta chuyển lửa về Việt Nam ủng hộ các phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tương lai Việt Nam tùy thuộc con dân Việt Nam, không ai, không nước nào của chúng ta cả nếu chúng ta không biết được của chính mình. Chúng tôi cũng ghi nhận cảm nghĩ và ước muốn của một số khách tham dự như sau. Các bạn trẻ hãy tiếp tục con đường đấu tranh mà cha ông chúng ta đã đi qua để chúng ta có thể thay đổi một nước Việt Nam tự do, nhân quyền và nhân chủ. Và chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp cái phần của mình vào cho cái công cuộc đấu tranh để cho cái ngày 30 tháng 4 nó vẫn là cái ngày có ý nghĩa nhất, và từ cái ý nghĩa đó nó đem lại cái thắng lợi cho đất nước của mình về sau. Cảm ơn quý vị. Cái mong ước của tôi cũng như mong ước của tất cả các quân dân cán chính ở khắp nơi ở trên thế giới này là mong làm sao cho Việt Nam có một cái sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cũng cùng mong ước như vậy nên đông đảo đồng hương tham dự đã hăng hái ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam do đài SBTN phát động. Chương trình tiếp theo là phần thắp nến nguyện cầu và văn nghệ đấu tranh thật sôi động và hào hứng. Trước băng chương trình từ Atlanta, Georgia, xin kính chào quý vị.